Ngày 25 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Toàn, 34 tuổi, trú huyện Phong Điền và Nguyễn Như Quỳnh, 44 tuổi, trú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ giữa năm 2021 đến nay, Toàn và Quỳnh tìm mua nhiều thửa đất, chủ yếu là đất trồng cây lâu năm tại thành phố Huế và một số huyện thị vùng ven tỉnh Thừa Thiên Huế dù mới làm hợp đồng đặt cọc số tiền tương đương 1 phần 10 giá trị các thử đất theo giao kèo với các chủ đất, nhưng Toàn và Quỳnh đã tự lập bản vẽ, cắm cọc phân thành 61 lô đất với diện tích các lô từ 101,9m2 đến 138,23m2 mỗi lô. Chưa dừng lại, hai đối tượng này còn tiếp tục sử dụng mạng xã hội trao bán được 45 lô đất trong tổng số 61 lô đất, chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng tiền đặt cọc từ các khách hàng.